Cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Cư sĩ Lý Bỉnh Nam thời Dân Quốc, hiệu Tuyết Hư hay Tuyết Tăng, người thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông. Từ bé ông đã đỉnh ngộ hiếu học. Ông chuyên học về pháp luật chính trị và học cả trung y, nghiên cứu Phật học, giáo, thiền, tịnh, mật, ông đều thường tu trì. Ông từng giữ chức giám ngục của huyện Lữ, nhưng nhân từ tột bậc, chung thân ăn chay. Ông quy y giới vị tổ thứ 13 của Tịnh Tông là Ấn Quang Đại Sư, được ban hiệu là Đức Minh. Ông gắng sức tự hành, dạy người chuyên tu tịnh nghiệp. Sau ông đáp lời mời, làm bí thư cho vị chủ nhiệm quản trị nha thờ phụng Đại Thành Chí Thánh Tiên Sư, tức Khổng Tử. Ông theo chủ nhiệm Khổng Thượng Công, tức Khổng Đức Thành, thiên di theo chính phủ về Trùng Khánh, sống ở biệt thự Ỷ Lan thuộc núi Ca Nhạc. Mỗi sáng sớm, ông lên chùa Vân Đảnh để lễ tụng niệm Phật. Ít lâu sau, ông lãnh trách nhiệm giảng dạy cho Phật học và diễn hội của chùa mấy năm. Người tin theo rất đông. Năm Dân Quốc 35, tức năm 1946, theo Khổng Thượng Công trở về Nam Kinh. Ông thường giảng kinh tại chùa Phổ Tế và Chánh Nhân Liên Xã. Tháng 2 năm Dân Quốc thứ 38, tức năm 1949, vào lúc 60 tuổi, ông theo Khổng Thượng Công qua Đài Loan, ngụ tại thành phố Đài Trung. Vừa mới sắp xếp công vụ xong, ông đã tìm được chùa Pháp Hoa làm cơ sở hoằng pháp và lập phòng chẩn mạch trung y, lập bồ đề y viện và thí y hội vân vân để chữa trị, hốt thuốc miễn phí. Ông khởi xướng những sự nghiệp hoằng hóa từ thiện để tiếp dẫn quần cơ đồng tu tịnh nghiệp. Ông trụ bị, tổ chức và thành lập Đài Trung Liên Xã và đoàn thể hoằng pháp, diễn giảng các kinh điển của Đạo Nho và Đạo Thích. Ông thường nhóm chúng niệm Phật, cử phái viên hoằng pháp đến thăm các nhà giam và những gia đình liên hữu. Do đó, pháp duyên ngày càng rộng rãi. Tòa giảng kinh của ông mở rộng đến các chùa Linh Sơn, Bảo Giác, Bảo Thiện, vân vân. Ông còn quyết trương những cơ sở truyền giáo khắp cả Tam Đài, tức Đài Bắc, Đài Trung và Đài Nam, chuyên hoằng dương tịnh độ, phổ độ chúng sanh. Mỗi năm cử hành Phật thất nhiều lần, lần nào ông cũng đích thân chủ trì, ân cần thiết tha huấn thị. Ông thường soạn các tài liệu Phật học hàm thụ và vấn đáp, soạn các chương trình phát thanh miễn phí gửi tặng các đài phát thanh. Về trước tác có A Di Đà Kinh Trích Chú Tiếp Mông Kỵ Nghĩa Uẩn, tức Lược Chú Kinh Di Đà, để những người kém hiểu biết lãnh hội được ý nghĩa sâu xa. Đại chuyên học sinh Phật học giảng tòa, tức tài liệu giảng dạy Phật học cho sinh viên chuyên ngành Phật học, gồm 6 cuốn Phật học vấn đáp loại biên, Hoàng hộ tiểu phẩm dựng tồn vân vân, hóa độ nhân gian. Nhân đó, ở các nơi gần hay xa, mọi người đều được bình đẳng hưởng thụ pháp ích. Sau ông nghỉ việc để tăng thời gian hoằng pháp, luôn luôn khuyên người khác tin sâu nhân quả và dặn chắc thật niệm Phật. Ngày 12 tháng 4 năm Dân Quốc 75, tức năm 1986, ông bảo đệ tử hầu cận, ta sắp đi đây. Đến sáng hôm sau, ông niệm Phật đến mức nhất tâm bất loạn, dặn dò đệ tử rồi nằm yên lành mà tịch, thọ 97 tuổi. Lúc trà tỳ, thu được hơn cả ngàn viên xá lợi ngũ sắc.